Hello everybody, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Các bạn biết không, hôm nay Vancouver sau những cái tháng ngày mà mấy tháng trời, ngày hôm nay mới có được một ngày trời nắng rất là đẹp. Và thời tiết thì cho dù là nắng nhưng mà vẫn hơi một cái làn gió đi qua, lạnh quá trời luôn à. Nhưng mà cũng lucky các bạn ơi, tại vì nếu mà mưa thì mình sẽ không take được những cái picture hay là take được những cái video với lại hoa anh đào. Thì một năm đã qua rồi, rất là nhanh đúng không các bạn? Sau 12 tháng quay trở lại thì Mỹ Vân nghĩ là có những người cũng đã xem những cái video mà Mỹ Vân làm về hoa anh đào của năm trước. Thì đến năm nay mình lại quay trở lại với một mùa hoa anh đào của năm 2022. Các bạn nhìn thấy trên từng cái con phố hoa đã bắt đầu rực rỡ. Nhưng mà chưa có nở nhiều, nhưng cũng là vì ngày hôm nay trời nắng là Mỹ Vân sẽ quay lại. Đến khi nào mà nó rực rỡ, nó bung ra thật là nhiều thì mình lại làm những cái video khác ha các bạn. Hôm nay cùng với Mỹ Vân đang ở trên một khu website. Mỹ Vân sẽ để lại cái location ở phía dưới cái video này, phía cuối cùng, để cho các bạn xem. Và các bạn sẽ đi tới đây để chụp hình nha. Tranh thủ đi trời nắng, tại vì nếu mà trời mưa nó hoa nó lại rụng hết. Bây giờ đi cùng Mỹ Vân nha, đi từng con đường một để mình ngắm hoa nha các bạn. Ok, let's go. Trong suốt hơn 60 năm, mỗi khi mùa xuân về, Vancouver lại bừng lên một vẻ đẹp với muôn sắc hoa. Điều tuyệt vời nhất đối với mỗi người dân hay khách du lịch đến với Vancouver vào mùa xuân là những con phố phủ đầy hoa mận và hoa anh đào. Dạo bước dưới những hàng cây anh đào trăm tuổi ở những con phố cũ đầy hoa, lãng mạn luôn là niềm mơ ước của rất nhiều người. Người dân Vancouver nói rằng lý do họ chọn sinh sống ở Vancouver là vì hoa anh đào nơi đây. Có khoảng 40.000 cây hoa anh đào, sắc hoa màu hồng và màu trắng, bừng nở mỗi khi mùa xuân về. Đây cũng là dịp người dân Vancouver tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân với nhiều hoạt động như chụp hình cưới, chụp hình gia đình và nhiều hoạt động sôi nổi ngoài trời khác. Thời điểm này thì trên nhiều tuyến phố ở Vancouver, Canada, những hàng hoa anh đào phủ sắc trắng và phớt hồng nở rộ, khiến nơi đây trở thành một địa điểm tham quan ngắm cảnh và chụp ảnh rất hấp dẫn. Các bạn biết là hầu hết những cây này đã được trồng tại Vancouver trong những năm 30 của thế kỷ trước. Sau khi giống cây anh đào được chính quyền thời đó của thành phố Yokohama, Nhật Bản trao tặng cho Vancouver như một biểu tượng kết nghĩa bền chặt giữa hai địa phương, hàng năm các tình nguyện viên Canada lại trồng thêm những cây anh đào mới. Chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của hoa anh đào nha các bạn. Ai thì cũng biết là hoa anh đào bắt nguồn từ đất nước mặt trời mọc, đó là nước Nhật. Nhắc đến nước Nhật, ai cũng liên tưởng đến hình ảnh những rừng hoa anh đào với những cánh hoa mỏng manh bay trong gió. Thế nhưng hoa anh đào đâu chỉ đẹp, chúng còn là một chứng nhân cho lịch sử văn hóa Nhật Bản xuyên suốt hàng trăm năm. Hoa anh đào còn có tên tiếng Nhật là Sakura, một loài hoa cực kỳ quan trọng với người dân Nhật Bản, một loài hoa gắn liền với truyền thống, lịch sử và rất giàu ý nghĩa văn hóa. Năm 710 đến năm 794, hoa anh đào gắn với những tín ngưỡng dân gian của người Nhật Bản. Trong giai đoạn này, người Nhật đã bắt đầu đem các hạt giống Sakura trên núi xuống những khu vực đông đúc người dân sinh sống. Cũng trong giai đoạn này, hoa anh đào bắt đầu xuất hiện trong các tín ngưỡng dân gian của người Nhật Bản. Nó trở thành một biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở. Người Nhật luôn truyền tay nhau một truyền thuyết thú vị. Vào mỗi mùa xuân, vị thần núi sẽ đi xuống khu vực có hoa anh đào rơi và biến chúng thành những cánh đồng lúa, đem lại một vụ mùa quan trọng cho nền nông nghiệp Nhật Bản. Vì vậy, người Nhật rất tôn thờ hoa Sakura. Họ xem nó rất linh thiêng vì tin rằng chúng mang linh hồn của thần núi. Năm 712, hoa anh đào lần đầu tiên được ghi lại trong tài liệu cổ. Hoa anh đào lần đầu tiên được nhắc đến trong cuốn lịch sử
Cổ Sự Ký Kojiki của Nhật. Cổ Sự Ký là tuyển tập những câu chuyện kể về lịch sử Nhật Bản từ thuở thần thoại Thiên Hoàng Chimmu tới thời Thiên Hoàng Suko 597. Trong thời kỳ này, tầng lớp quý tộc của Nhật Bản cũng đã nâng hoa anh đào lên một vị thế mới. Họ bắt đầu tổ chức lễ hội Hanami, lễ hội ngắm hoa anh đào cực kỳ nổi tiếng ngày nay. Trong các cung điện của hoàng gia, giới thượng lưu sẽ cùng nhau ca hát, khiêu vũ và uống rượu trong ngày lễ này. Sau đó, lễ hội trở nên phổ biến và trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật. Đến năm 1192, hoa anh đào biểu tượng cho tinh thần võ sĩ samurai. Yoritomo sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, ông đã đánh bại tầng lớp quý tộc và thành lập chính quyền quân sự đồ sộ ở Kamasuka, gây dựng nên chính trị võ gia. Hoa anh đào từ lúc đó dần trở thành biểu tượng cho tinh thần võ sĩ đạo. Trong giới samurai, họ coi đời hoa cũng như cách sống của người võ sĩ đạo, khi cần có thể hy sinh trong nụ cười bình thản, nhẹ nhàng như một bông hoa anh đào rời cành về với đất. Năm 1868 đến năm 1912, nó là biểu tượng cho sự hy sinh. Nhật Bản từ năm 1868 đến 1912 bước vào thời kỳ Minh Trị. Trong thời kỳ này, đất nước bắt đầu vào công cuộc hiện đại hóa và dần vươn lên thành một cường quốc. Ở thời kỳ này, các samurai bị mất vị thế xã hội và đặc quyền. Thay vào đó, một quân đội mới, chuyên nghiệp của Nhật Bản đã được lập ra. Tất cả các binh sĩ đều quyết chiến đấu với khẩu hiệu có thể hy sinh cho hoàng gia một cách cao đẹp như những cánh hoa anh đào rơi. Ngày nay, rất nhiều cây hoa anh đào đã được trồng tại Yasukuri, một đài tưởng niệm dành riêng cho những người lính đã hy sinh trong thời Minh Trị. Đó giống như một cách để xoa dịu tâm hồn cho họ. Vào năm 1930, tượng trưng cho tình hữu nghị và sự liên minh chính trị, thay mặt cho những người dân Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã mang tặng cho Canada 500 cây hoa anh đào. Cây hoa anh đào được trao như một món quà biểu tượng cho tình hữu nghị và sự hợp tác về mặt chính trị giữa Nhật Bản và Canada. Nhật Bản còn tặng cây anh đào cho rất nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Năm 2011, hoa anh đào tượng trưng cho niềm hy vọng. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một cơn sóng thần đã tấn công vào Nhật Bản. Tất cả những cây anh đào đều bị sóng thần tiêu diệt, mọi thứ chỉ còn lại đổ nát hoang tàn. Nhưng chỉ một tháng sau, những chồi non lại mọc lên, mang lại niềm hy vọng cho người dân Nhật Bản. Họ lại bắt đầu khôi phục, xây dựng một cuộc sống mới sau những tàn phá của thiên tai. Câu chuyện trên cũng đã được đưa lên màn ảnh rộng qua bộ phim ngắn mang tên The Tsunami and Cherry Blossom, sóng thần và hoa anh đào, khiến cho cả thế giới phải trầm trồ và cảm động vì tinh thần quật cường của người Nhật. Không khó hiểu khi bộ phim này đã được đề cử giải Oscar vào năm 2012. Vào mùa Sakura nở trên khắp các nẻo đường tuyến phố khắp nông thôn và thành thị, đâu đâu cũng bừng lên một màu hoa anh đào đẹp đến nao lòng. Nhưng với người dân Nhật Bản, bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này, đây cũng là lúc mà họ được ôn lại những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc. Một dân tộc luôn kiên cường, bất khuất, một dân tộc luôn đầy ắp niềm hy vọng và khát khao.
Các bạn nhìn thấy là những cái cánh hoa nó đẹp lắm luôn á. Nó lê tê mà nó rất là dễ thương. Vancouver thì trời phú cho được một cái là mùa xuân thì hoa là nở khắp nơi luôn các bạn. Sau khi các bạn xem cái video Mỹ Vân làm về hoa, các bạn có thích không ạ? Các bạn đã nhìn thấy toàn cảnh cái video của mùa xuân Vancouver năm 2022. Nó chỉ là một con phố thôi các bạn. Nó chưa có phải là tất cả những cái con... chịu khó để quay lại. Nguyên một mùa đông mà mặc áo jacket rồi các bạn. Ok thì các bạn nhìn thấy hoa nó đẹp quá phải không ạ? Trời ơi, hoa khắp cả cái con đường này, rồi hoa bên con đường này, rồi hoa ở đằng trước mặt, nhiều quá trời là nhiều luôn. Thì Mỹ Vân hy vọng là với cái video ngắn như thế này về hoa anh đào cũng làm cho các bạn có thêm những cái cảm xúc yêu đời hơn vào mùa xuân năm 2022. Sau 2-3 tuần nữa thì khi mà có trời nắng đẹp hoặc là hoa nó đã nở bung ra thì Mỹ Vân sẽ đến đây hoặc là đi những tất cả những cái cung đường khác để ghi lại những cái khoảnh khắc mùa xuân hoa anh đào cho các bạn cùng xem nhé. Nếu các bạn thấy xem mà thấy interesting thì xin cho Mỹ Vân một subscribe nhé. Và nhớ bấm like khi mà các bạn xem cái video này. Một lần nữa Mỹ Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn quan tâm theo dõi đến Mỹ Vân Canada. Hơn một năm rồi thì bây giờ kênh của Mỹ Vân đã được hơn 112.000 views. Thật sự thì đối với những cái kênh khác thì nó rất là nhỏ, cái views nó rất là ít. Nhưng mà với Mỹ Vân thì thực sự là so happy, vì nó cũng là một cái nguồn động lực để giúp cho Mỹ Vân làm tiếp những cái video kế tiếp. Hy vọng là được tất cả mọi người chào đón và luôn luôn yêu thương Mỹ Vân Canada. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Cái video kế tiếp. Bye. Garden Guest Vancouver Supplies, chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng và dụng cụ làm vườn. Giá bán wholesale cho những đơn đặt hàng lớn, địa chỉ 2172 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại 604-566-3989, giờ mở cửa từ thứ 2 tới thứ 6, 10 giờ AM tới 5 giờ PM, weekend close. Đến với Garden Gate Vancouver Supplies, bạn sẽ yên tâm về giá cả và chất lượng. Chúng tôi có chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm sẽ tư vấn tận tâm cho bạn. Garden Gate Vancouver Supplies, trân trọng kính mời. Công ty dịch vụ vay mượn tiền Clear Trust là một công ty chuyên lo về dịch vụ vay mượn tiền để mua nhà. Công ty chúng tôi có nhiều quan hệ tốt với các ngân hàng lớn. Vũ Lê là một trong những chuyên viên của công ty chúng tôi, có nhiều khả năng và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, có thành viên nghiệp vụ trên 20 năm. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo khi cần và công ty chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị trong các dịch vụ sau đây. Vay tiền mua nhà lần đầu và những lần sau. Vay tiền từ nhà đang ở để đầu tư, trả nợ hay thế chấp. Tái lập hợp đồng vay tiền, hầu tìm giảm lãi suất đang trả vay tiền để xây cất thêm nhà mới. Hãy gọi ngay cho Vũ Lê 604-812-9119, uy tín tận tâm kín đáo.